Vâng, và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 3. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục thì mình sẽ gửi đến mọi người hai vị trí đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ năm của ngày mùng 9 tháng 3. Và trước màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua một chút. Đầu tiên ở vị giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 87, nó làm ở chạm 8, chạm 7 và tổng 5. Ba càng là 787 và cả bộ số là 73, 787. Lô 3 nháy thì ngày hôm nay có một con, đó chính là số 81. Lô 2 nháy thì có cho mọi người là con số 24 và con số 59. Lô kép thì xuất hiện cho các anh em là con số kép 00 này, con số kép 11. Đầu lô tô ngày hôm nay thì có vị trí của đầu 4 bị câm này. Và bảng kết quả mở thưởng ra tập trung nhiều nhất ở vị trí đầu 8. Đầu 8 thì xuất hiện thêm là con số 87 ở vị giải đặc biệt và con số 89. Thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một số các đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và được gửi lời chúc mừng đến toàn thể mọi người chiến thắng ở vị trí cầu lô xiên khung và vị trí cầu lô xiên ngày anh em nhé. Thì anh em thể là nhớ lại cho mình cái video ngày hôm qua. Đây cái video của ngày mùng 7 tháng 3. Mình chia sẻ cho mọi người hai cặp số song thủ lô và 4 cặp xiên 2 để anh em chơi khung 2, tức là chơi vào vị trí của ngày mùng 7 và ngày mùng 8. Thì đầu tiên chúng ta chiến thắng được đó chính là cặp 2882. Đối với vị trí cặp 282 thì ngày hôm nay nó xuất hiện cho mọi người là con số 28 ở đây. Đó, con số 28 nó ra là bộ số cuối cùng của giải 3 đây. Tiếp tục cái chiến thắng thứ hai ở cặp song thủ lô thì chúng ta chiến thắng được đó chính là vị trí của cặp đây, anh em thể thấy này. Đây mình có đưa ra cho anh em cái chú ý này, cặp 2882 mình đánh giá ở khung 2 là cái tỷ lệ lỗ lên đến 98% này. Tiếp tục là mình sẽ cũng gửi đến mọi người một cái cặp nữa. Đó chính là cặp song thủ lô 050. Và mình cũng đánh giá cho anh em là đến khung 2. Thì tiếp tục ngày hôm nay ở vị trí khung ngày thứ hai thì cũng đã trả về chúng ta nó số 05 ở đây. 05 thì nó ra bộ số đầu tiên của giải 6 nhá. Rồi, ở vị trí cầu xiên thì mình cũng có gửi đến mọi người. Đây. Đó, vị trí xiên 2 đây. Thì mình cũng có gửi đến mọi người vị trí của cái sự kết hợp giữa 28 với cặp 0550 và 82 với cặp 0550. Đó thì chúng ta sẽ có 4 cặp. 4 cặp mà chúng ta chiến thắng được 1 cặp thì chúng ta cũng đã dư khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Ví dụ như anh em có thể nhận biết được cái tỷ lệ đánh nhá. Chẳng hạn chúng ta đánh 4 cặp mỗi cặp 500 và tổng chúng ta tiền đánh là 4 cặp là mất 2 triệu. Và chúng ta được 1 cặp thì 500 nghìn thì chúng ta nhân lên chúng ta được 5 triệu đúng không ạ? Trừ đi cái chi phí tiền đánh 2 triệu chúng ta vẫn dương ra 3 triệu bình thường. Đó thì xiên 2 chúng ta chiến thắng được đối với là cặp 28 và con số 05 cho ngày hôm nay. Đó, và buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng có lên cho anh em đây, lúc 7 giờ trước ở trên kênh chính của mình là kênh cầu đề siêu led. Đây, em đã thấy 7 giờ trước lúc buổi trưa ngày hôm nay. Và hiện tại mình gửi đến mọi người cặp song thủ lô. Đó, tiếp tục nhận định cho anh em đánh khung 1 duy nhất cho buổi chiều ngày hôm nay là cặp 898. Thì chúng ta cũng chiến thắng được đối với con số 89 luôn. Đó, 89 thì ra ngay sau con số 05 đây. Đó, vậy chúng ta đánh kiểu gì chúng ta cũng chiến thắng anh em nhé. Thì mình cũng mong rằng là những cái chiến thắng rực rỡ như này thì anh em không tiếc gì một lượt like, cũng như một lượt đăng ký kênh của mình. Bởi vì những cái nút like, những cái nút đăng ký kênh ấy, thì nó hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên là chia sẻ cũng như là lan tỏa video này đến tất cả bạn bè, tất cả người thân trên các trang mạng xã hội để anh em cùng tham khảo số qua mỗi ngày. Rồi, và quay trở lại với vấn đề chính của video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người hai đường cầu giải đặc biệt. Cái đường cầu giải đặc biệt đầu tiên mình chia sẻ cho mọi người sau đây là một cái sự kết hợp của vị trí giải nhất và vị trí còn giải 5. Đường cầu giải nhất chúng ta lựa chọn cho mình là ba cái con số đầu nằm trong bộ số giải nhất. Nó xuất hiện lần lượt là con số 0, con số 6 và con số 2. Mọi người kết nối cho mình với giải 5 thì chúng ta lựa chọn cho mình là con số đầu nằm trong bộ số đầu và bộ số thứ tư của giải 5. Nó xuất hiện ở đây là con số 3 và con số 9. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp ở đây trước, con số 0 thì chúng ta sẽ có dàn đề là 030 và cặp 090. Con số 6 kết hợp, chúng ta có vị trí của 636 và chúng ta có cặp 696. Cuối cùng là con số 2 kết hợp ở đây thì chúng ta sẽ có vị trí của cặp 232 và cặp 292. Vậy cái đường cầu đầu tiên chúng ta sẽ có là 6 cặp số tương ứng với dàn 12 số. Anh em thể lưu lại cho mình. Đây mình sẽ lưu lại cho anh em nhé. 030 này, 090 này. Đây. Thứ nhất là 030 này.
090 này. Rồi. Tiếp tục này. 636 696 này. 636 này. 696 này. 232 này và 292. Đây là cái dàn đầu tiên cho vị trí của đường cầu giải đặc biệt. Tiếp tục mình sẽ gửi đến mọi người một cái đường cầu nữa cũng ở vị trí đường cầu giải đặc biệt. Thì cái đường cầu này thì đây là một cái sự kết hợp khá là quen thuộc của tất cả anh em trong thời gian gần đây rồi. Đó chính là của giải 5 kết hợp với giải, mình xin lỗi là giải 3 kết hợp với giải 6 đây. Giải 3 thì lựa chọn cho mình là 3 con số nhưng mà là 3 con số cuối của bộ số thứ 3 của giải 3. Nó xuất hiện lần lượt là con số 0, con số 1 và con số 2. Kết hợp với giải 6 chúng ta lựa chọn cho mình là con số thứ 2 nằm trong 3 bộ số này. Đó. Nó xuất hiện ở đây là con số 0 này, con số 8 này và con số 9 này. Bây giờ con số 0 kết hợp trước. Đó, kết hợp với vị trí bộ này. Ở đây chúng ta sẽ có kép 00. 080. 090 thì ở đường cầu kia có rồi, mình sẽ không lấy nữa. Con số 1 kết hợp, chúng ta sẽ có vị trí của 101, 181 và cặp 191. Và cuối cùng là con số 2, chúng ta có 202 và con số 282. 292 có rồi anh em nhé. Vậy mình sẽ thêm cho anh em này. Ở đây vị trí chúng ta sẽ có thêm là con số kép 00 này. 080 101 này. 080 này. 101 này. Tiếp tục là 181 này. 191 202. 191 này, 202 này và 282. Đó, vậy đây là cái dàn đề cho vị trí anh em tham khảo cho ngày mai là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Anh em thể lưu lại cho mình cái dàn này. Tiếp tục thì mình sẽ đưa ra chạm đề. Ở vị trí của chạm đề thì mình sẽ gửi đến mọi người hai chạm. Đó, anh đợi một chút nha, mình sẽ quay trở lại với vị trí bảng thống kê một chút để mình sẽ đưa ra cho mọi người được cái vị trí của chạm đề. Rồi. Ở vị trí chạm đề thì mọi người có thể lưu lại cho mình hai cái chạm. Đó chính là về vị trí của chạm 0 và chạm 2. Đó. Vị trí của dàn bạch thủ đề. Mình sẽ đưa ra khoảng độ vài cặp số. Đầu tiên là về vị trí cặp 090, 292. Đó, tiếp tục là về cái vị trí của cặp 010, 202. Và một cặp nữa nhá. Thì anh em có thể lưu lại cho mình đó chính là về cái vị trí của cặp 212. Đó. Đây là cái bảng chốt số cho anh em tất cả đây. Rồi, về cái vị trí của cầu lô và cầu xiên ấy. Cầu lô cầu xiên thì tiếp tục mình xin hẹn mọi người ở buổi trưa ngày mai nhá. Buổi trưa ngày mai khung giờ là 12 giờ trưa của ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cầu lô cầu xiên cũng đã cực kỳ là hiệu quả cho mọi người trong cái thời gian gần đây rồi. Đó, và anh em chỉ cần gì ạ? Dành lại cho mình chỉ từ 2 đến 3 phút thôi vào buổi trưa ngày mai, mọi người nghỉ trưa, mọi người vào kênh của mình, mọi người theo dõi để nhận biết được cái cầu lô cầu xiên cho buổi chiều ngày mai. Tiếp tục ngày mai hứa hẹn với tất cả anh em những cái đường cầu nó cực kỳ là led và cực kỳ là ổn định. Ok. Và thời lượng của video thì cũng như ngày mình cũng sẽ kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người là buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm với gia đình và người thân. Và chào tất cả anh em, hẹn mọi người vào ngày mai.